Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lở đất tại các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều tuyến phố đã biến thành sông, khiến giao thông bị rối loạn, một số tuyến đường bị phong tỏa và người dân địa phương phải đi sơ tán. Sân bay địa phương ở thành phố Chu Hải đã bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều chuyến bay bị hoãn, gây ảnh hưởng đến 10.000 du khách. Còn ở tỉnh Vân Nam, một vụ lở đất đã khiến nhiều người bị thương và mất tích. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang cũng đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với cơn bão số 6 sắp đổ bộ. Đây là trận bão thứ 6 trong năm nay ở Trung Quốc, dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn. Lũ lụt Trung Quốc lần thứ 2 dâng tới chân tượng Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên sau nhiều thập kỷ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, theo Bloomberg cho biết. Video lũ lụt ở tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc tại tỉnh Tứ Xuyên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo ở nước này với hashtag liên quan tới việc nước lũ dâng tới chân tượng Phật, thu hút hơn 101 triệu lượt truy cập, nhiều lượt truy cập hơn khi lần đầu tượng Phật này bị ngập. Đây là lần thứ hai tượng Phật cao 70m ở Trung Quốc bị nước lũ của sông dâng tới chân kể từ năm 1949. Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ Ủy ban Quản lý Thắng Cảnh cho hay, theo thông tin trên website của Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này cho biết, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng từ tháng 6 đến nay, với hơn 63 triệu người bị ảnh hưởng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 178 tỷ nhân dân tệ, khoảng 26 tỷ đô la Mỹ. Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, trải qua 4 trận lũ lớn trong năm nay và trận lũ lớn thứ 5. Theo cảnh báo của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, có thể sẽ là trận lụt tồi tệ nhất. Đợt lũ này rất lớn và có đỉnh lũ cao, tình hình kiểm soát lũ lụt là khá nghiêm trọng, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo trong bài đăng. Theo Tân Hoa Xã cho biết, tỉnh Tứ Xuyên hôm qua đã ban bố báo động khẩn cấp cao nhất để ứng phó với lũ lụt, trong bối cảnh lũ lụt đã ảnh hưởng tới 60.000 người dân. Cũng theo Tân Hoa Xã, lũ lụt đã ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, di sản thế giới được UNESCO công nhận ở ngoại ô thành phố Lạc Sơn. Nước lũ lần thứ hai tràn tới các ngón chân của tượng Phật khổng lồ kể từ năm 1949. Từ đêm hôm qua, cảnh sát địa phương và nhân viên khu thắng cảnh đã đặt bao cát ở bệ dưới chân tượng Phật nhằm xây dựng một cấu trúc như con đập để bảo vệ tượng. Tuy nhiên, khi mực nước trên các con sông địa phương dâng cao nhanh chóng, nước lũ đã tràn tới ngón chân của tượng Phật lúc 10 giờ sáng hôm nay. Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết, các câu nói lưu truyền từ xưa ở Lạc Sơn rằng thành phố sẽ bị ngập hoàn toàn nếu nước lũ đến chân tại Phật. Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào một vách đá ở núi Lạc Sơn và nhìn ra nơi ba dòng sông hội tụ Thanh Y, Mân Giang và Đại Độ. Thanh Y là nhánh lớn nhất của sông Đại Độ, trong khi sông Đại Độ và Mân Giang đều là nhánh của sông Dương Tử. Tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc được xây dựng trong hơn 90 năm, bắt đầu từ năm 713 dưới thời nhà Đường. Thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt ứng phó lũ lụt mức cao nhất. Khi nước dâng tới các di sản thế giới như Cửu Trại Câu và Lạc Sơn Đại Phật, theo Tân Hoa Xã, mưa liên tục đã khiến 24 con sông lớn ở Tứ Xuyên vượt mức cảnh báo lũ lụt. Các dòng sông dâng cao đã làm ngập một số khu vực đô thị ở Nha An và Lạc Sơn. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 110.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh đã nâng phản ứng lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay. Đoạn sông Thanh Y chảy qua Nhã An đã phải hứng chịu một trận lụt lớn hiếm thấy trong hơn 100 năm qua, trong khi mực nước trên toàn bộ lưu vực sông Thanh Y cũng như hạ lưu sông Đại Độ và sông Mân dự kiến sẽ vượt quá mức cảnh báo. Tôi chưa bao giờ thấy trận lụt lớn như vậy trên sông Thanh Y. Tất cả đồ đạc ở tầng 1 nhà tôi bị ngập trong nước vào đêm hôm qua, Yong Jin, một cư dân ở Nha An cho biết. Liao Janbing, người đứng đầu thị trấn Nha An nói rằng hơn 20.000 người dân trong thị trấn đã được sơ tán đến nơi an toàn và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt ở những nơi trũng thấp. Nhiều người dân địa phương đang dọn sạch nước, bùn và các mảnh vụn trong nhà bằng xẻng và chổi. Tại Lạc Sơn, các chiến sĩ cứu hỏa được điều động bằng trực thăng và xuồng cao tốc giúp đỡ 1.220 người mắc kẹt trên đảo Fengju.
thức ăn và nước uống đã được gửi đến những người dân bị mắc kẹt gần một ngày sau khi lũ lụt cắt đứt giao thông đường bộ. Vườn quốc gia Cửu Trại Câu, còn được gọi là thung lũng Chín Làng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi tiếng với những thác nước ngoạn mục, những khu rừng tươi tốt, hệ thống hồ đa sắc và các dãy núi đá vôi trầm tích đã thông báo đóng cửa tạm thời do lo ngại về an toàn. Mưa xối xả không ngừng đã làm tắc nghẽn các con đường dẫn đến Cửu Trại Câu với một phần diện tích bị ngập theo Ban Quản lý Khu Danh Thắng. Mực nước tại các dòng chính của sông Bai, Siyang, Bai Hề và Tang Yu ở huyện Cửu Trại Câu đã vượt quá mức cao lịch sử. Một số đoạn đê bị vỡ và giao thông huyết mạch bị cắt đứt. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Án của huyện cho biết. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật, một di sản thế giới khác được UNESCO công nhận. Ở bên ngoài thành phố Lạc Sơn, nước lũ tràn đến chân của tượng Phật lần đầu tiên kể từ năm 1949. Đêm hôm qua, cảnh sát địa phương và nhân viên khu thắng cảnh đã đặt các bao cát ở bệ dưới chân Đức Phật như một con đập để bảo vệ bức tượng. Tuy nhiên, vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, do mực nước của các con sông địa phương dâng lên nhanh chóng, nước lũ đã ngập hết các ngón chân của bức tượng. Có một câu nói cổ ở Lạc Sơn, thành phố sẽ bị ngập hoàn toàn khi chân Đại Phật bị ngập. Lạc Sơn đã kích hoạt ứng phó kiểm soát lũ lụt cấp cao nhất. Bức tượng Phật được tạc vào một vách đá ở núi Lạc Sơn và nhìn ra ba dòng sông hội tụ, được xây dựng trong khoảng thời gian 90 năm bắt đầu từ năm 713, thời nhà Đường, 618-907. Chen Trang Minh, Phó Thị trưởng thành phố Lạc Sơn cho biết, ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố là bảo vệ cuộc sống của những người đã được tái định cư và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sau thảm họa. Cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vành đai mưa chính đang rời khỏi tỉnh. Tuy nhiên, các khu vực ngập nước vẫn còn nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất như lở đất và lở bùn. Vùng thượng lưu các sông lớn trong tỉnh vẫn có khả năng xuất hiện lũ. Kính thưa quý vị, hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự kiến lại tiếp tục chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi nó bắt đầu trữ nước vào năm 2003. Tân Hoa Xã cho hay, theo dự báo của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, trong ngày mai, lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ước đạt 75.000 mét khối mỗi giây sau khi mưa lớn tiếp tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất Trung Quốc, đã ghi nhận trận lũ thứ 500 năm ở thượng nguồn hôm qua. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309m và cao 185m, một âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam và 34 máy phát turbo kết hợp với công suất phát 22,5 triệu kW. Thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử, hôm nay đã nâng cấp ứng phó kiểm soát lũ lên cấp 1, cấp cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp. Theo các cơ quan chức năng, trận lụt sắp tới dự kiến sẽ đổ bộ vào thành phố Trùng Khánh trong 2 ngày tới. Trong một diễn biến khác, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với bão số 6, cơn bão dự kiến gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Cơn bão thứ 6 trong năm nay đã mạnh lên vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tâm bão nằm ở vùng biển cách huyện Đài Sơn, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, 305 km về phía Đông Nam, với sức gió lên tới 90 km/h. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển giữa Chu Hải và Ngô Xuyên ở Quảng Đông vào sáng ngày mai, nơi nó sẽ dần suy yếu. Từ tối nay đến 2 ngày tới, bão dự kiến đổ bộ vào khu vực của Biển Đông và vùng biển ven biển của tỉnh Quảng Đông. Trong cùng thời gian, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lưu lượng mưa lên tới 250mm. Ủy ban Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc hôm nay đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với bão số 6 và lũ lụt cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc. Lở đất kinh hoàng ập xuống đường cao tốc sau mưa lớn. Quý vị thân mến, hôm qua một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn. Khoảng 1.000 mét khối đất đá đã đổ ập xuống đường cao tốc 212 nối Lan Châu với Trùng Khánh. May mắn không có ai bị thương nhờ cảnh báo kịp thời của người dân địa phương làm nhiệm vụ tuần tra đường. Một vài vụ lở đất khác cũng xảy ra ở Cam Túc, tỉnh Tây Bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua. Tính đến ngày hôm nay, mưa lũ đã làm hư hỏng 3.303 km đường ở Lũng Nam, làm gián đoạn giao thông trên 497 con đường. Hơn 38.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này.
Cục Đường sắt đã giám sát chặt chẽ tình trạng trên các tuyến đường sắt, cử nhiều tổ bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên đường sắt. Tỉnh Cam Túc, thường là một trong những vùng khô cạn nhất của Trung Quốc, đã hứng chịu những trận mưa xối xả kéo dài gần một tuần, gây ra lũ lụt lở đất, cuốn trôi cầu và đứt đường dây điện. Hơn 10.000 cư dân địa phương Lũng Nam bị mắc kẹt. Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại Campuchia. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng cùng với sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đã khiến nhiều địa phương ở Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh, bị ngập lụt nặng. Có khoảng 40.000 gia đình đã bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 5.000 gia đình phải sơ tán, hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, 9 người đã bị thiệt mạng. Một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh Kampong Cham. Khoảng 12.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 25.000 gia đình bị ảnh hưởng, gần 3.000 gia đình phải sơ tán. Hội chữ thập đỏ và các cơ quan đơn vị của Campuchia đang chuyển gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt. Hiện nay, diễn biến lũ lụt ở Campuchia vẫn còn khá phức tạp. Mưa tại chỗ kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về làm cho mực nước lên cao, tiếp tục đe dọa đến đời sống và sản xuất trên diện rộng tại Campuchia. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.